Lần đầu tiên hắn gửi quái vật đến trái đất, sao hắn có thể làm được vậy? Ai quan tâm? Vấn đề là cậu định giết nó bằng cách nào? Chim gõ kiến, chim gõ kiến đó mà. Nghĩa phụ à, người xem, ở bên ngoài rất nguy hiểm, lỡ như gặp phải cường đạo, mấy người chúng ta không đánh lại chúng đâu. Chiều chiều em ra bờ sông, ngóng trông chờ mong thêm mối mòn, số duyên không tròn. Từ từ, thuộc hạ ở bên ngoài chờ lệnh. Trong vòng 72 giờ, ông không liên lạc cho tôi thì tất nhiên tôi sẽ làm những gì tôi cho là cần thiết. 72 giờ. Anh giúp em rất nhiều, em biết em cũng thể mất anh. Hơn nữa, em biết em lấy anh, em sẽ rất hạnh phúc. Anh nhất định sẽ rất tốt với em. Chỉ cần kịch như thế này là được. Bạn trai thì ít ra phải được như vậy chứ. Bạn trai của tôi là nhất đấy. Tới rồi. Anh à, ngồi đi. Hai. Anh hai, em giới thiệu với anh một chút. Đây là luật. Nhờ sự tương trợ của đội trưởng Hứa Dĩ Sâm cùng đồng đội, Kiều Tử Lâm nhiều lần quá hiểm thành an. Viên đạn chỉ ghim trúng xương sườn, không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Tận mắt chứng kiến người thân ngã quỵ trước loạt đạn của trùm đại ca Hùng Phi, Tử Lâm có đưa hung thủ ra ánh sáng pháp luật khi liên tục bị đả kích. Mà là một người mắc phải bệnh tâm lý. Tôi không biết, đừng hỏi tôi. Hấp dẫn với những diễn biến tiếp theo của Bảo vệ nhân chứng 20:30 hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang. Nhân nói chuyện với ba Hiền nha. Không có chuyện gì đâu. Vì tình yêu dành cho Hiền, Nhân gặp ông Hiếu, trưởng công an quận, để trình báo và âm mưu giết con gái của ông. Là hành động mà mỗi công dân đều phải có nghĩa vụ. Ngay ngày mai cậu cần phải ra cơ quan công an quận để làm thủ tục khai báo. Nhắc lại cho ông nhớ, một lần nữa đã có cơ hội bắt tội phạm, nhưng anh lại cố tình đưa ra điều kiện để tư lợi. Khi nào thì tụi này chuyển cho anh số tiền đợt 2 được? Quý khán giả đừng bỏ lỡ những diễn biến tiếp theo của Bước Qua Bóng Tối 13 giờ hàng ngày trên truyền hình Hậu Giang. Dạ hiểu, thưa anh. Hãy nghĩ cách để thả Trân Hà ra, để đổi lấy sự sống cho người yêu và bảo vệ giọt máu của Trân Hà. Đức Lệ đau đớn chấp nhận lời cầu thân của Tuấn Quang. Con sẽ nghe theo phụ thân an bài, con hứa sẽ lấy Nam Cung Công Tử. Nhưng nàng đâu hay, tất cả chỉ là một cái bẫy. Phụ thân của Tuyết Tệ chính là hung thủ sát hại phụ thân của ngươi. Tận tường chân tướng kẻ thù sát hại gia tộc cũng là lúc Trân Hà rơi vào thảm cảnh của phụ mẫu 20 năm trước. Trân Hà! Liệu có phép màu xuất hiện? Hấp dẫn với những diễn biến tiếp theo của Phi Thiên Thần Ký 22:15 hàng ngày trên kênh HGTV. Tại Hậu Giang có khoảng 13.000 hectare lúa thu đông được gieo xạ. Theo dự báo, sẽ có nhiều dịch hại tấn công trên cây lúa. Chương trình tọa đàm Nhịp cầu nhà nông với chủ đề Quản lý dịch hại vụ lúa thu đông 2015 sẽ giúp nông dân bảo vệ cây lúa trước các loại dịch hại, cũng như thời tiết khắc nghiệt hiện nay. Chương trình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Map Pacific Việt Nam phối hợp thực hiện. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20:15, Chủ nhật ngày 21/6/2015 trên kênh HGTV. Mời bà con nông dân và quý khán giả đón theo dõi. Thiết kế váy đầm trên thảm đỏ lần này sẽ là một cơ hội tốt để lấy lại hình ảnh của công ty chúng ta. Tôi sẽ không để mình bị thua như vậy đâu. Để khẳng tôi định khả năng của mình, cho việc cô dám quyết định đến tham gia kỳ thi thiết kế đầm váy trong liên quan phim sắp tới. Cô Lee So-yeon mà thắng tôi à? Nhưng chính điều này càng làm cho tổ trưởng Kang tỏ ra đắc ý khi nắm được trình yếu điểm của cô. Trình độ cũng chỉ là tốt nghiệp cấp 3,
Mao còn không phân biệt nổi. Với quyết tâm lần này, Sao Dân có thể chinh phục được các nữ diễn viên khó tính, khoác lên người trang phục mà cô đã nhọc công thiết kế. Mời quý khán giả đón xem những tập tiếp theo của bộ phim Vẻ Đẹp Trẻ Thơ phát sóng lúc 17 giờ trên truyền hình Hậu Giang.